Cô xin chào cô chú đi con. Cái này là loại cây mùi thúi. Cây tơ. Chua. Đứa nào mà đứa nào thích cha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Nhi nè. Và ngày hôm nay là... Thật ra là dạo mấy ngày nay á mọi người, là mình rất là thèm đồ ăn vặt Việt Nam luôn. Mình thèm kinh khủng luôn, mình đặt quá trời đặt luôn mọi người. Mình kiểu không biết là thèm con mắt hay sao. Đặt nhiều quá trời luôn. Mình đặt bánh tráng trộn nè, mình đặt mì modern nè, mình đặt bánh nabati nè, mình đặt gì nữa ta, xí muội nè, mình đặt ngũ cốc Việt Nam á mọi người, ngũ cốc dinh dưỡng Việt Nam á, mình đặt quá trời đặt luôn. Đó, cho nên là ngày hôm nay vì cái sự cơn thèm đồ ăn Việt Nam của mình, cho nên là mình sẽ review các loại đồ ăn vặt Mỹ nha mọi người. Nói chung là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài những món đồ ăn vặt Mỹ mà mình rất là thích. Đó là những cái loại bánh snack. Các loại bánh hôm nay mình thử đó là toàn là những loại bánh nào có vị cay. Rất là cay nha, nhưng mà rất là ngon. Mình thì mình rất là thích ăn đồ ăn cay. Mình không ăn được cay nhiều, nhưng mà nói chung là phải cay thì mới được. Không có quá cay, nhưng mà cay ok vừa vừa thôi. Nhưng mà nói chung là phải cay. Không thể nào ăn không cay được á mọi người. Những người nào mà đã ăn cay rồi, ăn cay được á, thì mọi người sẽ biết cái cảm giác là ăn cái gì cũng phải cay á mọi người. Đó, nói chung là vậy đó. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những loại bánh cay ở bên Mỹ này nha. Những cái loại snack, những loại chip. Đó, và ngày hôm nay là mình sẽ có một cái ly Starbucks này đó. Cái loại nước mà mình uống trong cái video vlog một ngày làm theo TikTok á mọi người. Đó, trời, từ cái bữa mà thử cái loại này xong giờ mình uống cái này hoài luôn. Nó ngon thiệt sự á. Ok, bây giờ không có nói nhìn nữa, mình sẽ vô luôn nha. À, nhưng mà quên, ngày hôm nay mình có một người bạn đồng hành của mình, đó chính là cô Xin. Chào cô chú đi con. Nó không chào mọi người ơi. Ok, nói chung là kệ nó đi, bây giờ mình thử nha. Ở đây là mình sẽ có hai cái gì ta, cái hiệu. Hai cái hiệu bánh này là hai cái hiệu bánh rất là hot ở bên Mỹ. Là bánh này là Cheetos và Doritos. Đó. Hai cái hiệu rất là hot. Mình thì mình tính mua mấy cái bịch nhỏ nhỏ như vậy thôi để ăn cho nó hết á mọi người, cho nó dễ. Nhưng mà mình tìm không có thấy, mình tìm được có hai cái này là bịch nhỏ, còn mấy kia không có bịch nhỏ, cho nên là thôi mình mua bịch bự luôn. Mình đã dạt mấy cái bánh nó xuống đất hết rồi để cho nó rộng rãi chỗ này, chứ nãy giờ thấy nó chật chội quá. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Đầu tiên là mình sẽ thử cái loại này Cheetos, mà cái này là loại cây. Cái này là loại cây bình thường. Đó, thì cái loại này á, là lúc mà mình mới qua Mỹ này nè, là mình, tại vì mình hay thích ăn cay á, cho nên là mình đi tìm mấy bánh cay. Nhưng mà loại này mình thấy bán ở trong cái máy bán tự động ở trên trường mình á, là có một cái máy bán bánh tự động. Thì mình mua thử cái loại này mình ăn á, chủ mình ghiền luôn. Ngày nào mình đi học vẫn còn cái này hết á mọi người. Bây giờ đỡ rồi chứ hồi xưa hả, đi học ngày nào cũng ăn hết. Nhưng mọi người đừng có ăn nhiều quá, nó sẽ bị nổi mụn nè. Tại vì nó nóng, nó cay á, sẽ bị nổi mụn mà nó còn bị mập nữa mọi người. Nhưng mình không có mập hên, còn hên. Nhưng hồi xưa lúc mà mình mới qua mình tăng tới 6 cân lận đó mọi người. Đó, cái này. Nhưng mà ăn cái này cũng khó đi ấy lắm nha mọi người, tại vì nó cay á. Đó, ok, bây giờ sẽ thử cái loại này trước nha. Cái loại này thì sẽ có bao nhiêu calo đây ta? À, 330 calorie. Nhiều quá nha. Ok, bây giờ sẽ thử trước. Mùi không có thơm mọi người, mùi thúi. Cái bánh nó sẽ như vậy nha. Nó sẽ màu cam. Nó ướp mấy cái bột ớt đó mọi người. Đó. Bánh này là được làm từ cheese. Nó có tên đó là cheese đâu. À, rất là ngon. Mà nó là cái vị này, cái vị cay. Cay vừa phải thôi chứ không có cay quá. Cay ok ấy mọi người, nhưng mà con nít thì vẫn không ăn được nha. Mà thật thì nó vẫn rất cay nha. Thì cái loại bánh cheese này á, là không phải làm từ những cái loại cheese tào lao gì đâu, mà nó làm bằng real cheese. Mọi người có thể nhìn đây nè. Đó,
là cái bánh này làm từ real cheese luôn nha mọi người ơi, ăn rất là ngon, cái vị nó đậm đà lạ lùng luôn mọi người. Ok, bây mình sẽ thử ra qua cái tiếp theo, đó chính là chia đột luôn, nhưng mà lại chia đột này đó là nó cũng cay như vậy nhưng mà nó có thêm chanh nữa mọi người, nó sẽ có thêm một vị chua. Thì cái loại mà chanh này á thì lúc đầu mình chưa có biết có là có cái loại này, sau này mình biết là có cái loại này, sau này thì cái trường mình nó mới update thêm là có cái loại này nữa trong cái máy bán tự động, cho nên mình biết là có cái loại này. Mà trước tiên qua cái này á thì mình sẽ uống miếng nhất nha. Ok, thì cái này nó cũng là made with real cheese. Nhìn nó thì nó cũng giống vậy thôi chứ nó không có khác gì mọi người ơi. Mình ăn thử. Cái này á, khi mà nếu như mọi người chưa có ăn cái loại này mà mọi người vô mọi người ăn loại này luôn á thì mọi người sẽ không thấy nó chua đâu. Nhưng mà khi mà mọi người ăn loại này xong rồi, mọi người qua mọi người ăn loại này mọi người sẽ thấy nó có một cái vị chua. Nó không có chua nhiều đâu, nó chua ít xí à. Vị nó giống vị mì gói á. Và nó chua ít lắm ít. Nó cũng ngon. Nó vẫn có một cái mùi chanh chua ở trong này. Mà nó không có chua, không có. Mình á là một đứa không có thích ăn chua cho nên là mình rất là nhạy cảm với cái vị chua, nhưng mà cái này nó không có cái vị chua, nó chỉ là có cái hương thôi á. Nó chỉ dậy mùi một chút thôi. Ok, tiếp theo là mình sẽ qua thử cái vị này, cái loại bánh này. Mà cái loại này với cái loại này mình thấy rất là giống nhau luôn mọi người. Nó ghi cái chữ nè Flaming Hot. Cái này cũng ghi y vậy. Không, cái này là Cheddar. Cái này là Cheddar. Cheddar. Nói chung là nó không biết là cái này nó có nhái không, hay là cái này nó nhái, nhưng mà cái này nó nổi tiếng hơn mà. Thì chắc là cái này nó nhái hả? Không biết nữa. Nhưng mà nói chung là nó rất là giống nhau mình, mà mình cũng chưa thử cái này. Nhưng mà cái này á thì nó là nó để ở đây nè, là cheese flavor, là cheese flavor là loại phô mai. Còn cái này á, nó để ở đây là corn and potato. Corn and potato là bắp với lại potato, khoai tây, bắp với lại khoai tây. Không, mình nghĩ chắc nó không cùng hiệu đâu, tại vì cái tên nó khác mà. Biết nè, nói chung là ăn thử. Cái màu nó cũng giống kia luôn mọi người. Đây, hai loại rất là giống nhau cái màu luôn, nhưng mà có điều là mình cái hình dáng nó khác thôi. Cái này nó làm kiểu hình hình tùm lum, còn cái này nó làm hình thẳng vậy đó. Cái này làm khoai tây chiên, cho nên là nó mềm hơn cái loại kia. Loại kia thì nó sẽ cứng hơn, mà ăn cũng ngon nha. Ăn cũng được. Nó cũng cay nhưng mà không có quá cay. Nó cũng giống cái kia, nhưng mà cái vị nó không, nó sao ta, nó cũng đậm đà á. Mà tại vì nó là khoai tây nên cái vị nó có một cái chút khác. Nó có thêm một cái mùi khoai tây trong này nữa. Đúng rồi, khoai tây phải có mùi khoai tây chứ. Mà có vẻ hơi ngán hơn, mình cảm giác vậy. Ok, bây giờ mình xong cái loại Cheetos rồi, mình sẽ qua cái loại này nha. Doritos. Rất là cái hiệu này cũng rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà cái vị này mình chưa bao giờ thử hết á. Đó là mình có ăn cái hiệu này rồi, nhưng mà mình ăn cái loại mà không có cay á. Ăn cũng rất là ngon, nhưng mà cái loại này mình chưa có thử bao giờ. Mà cái loại này là nó cay. Úi, nó cũng ghi cái chữ Flaming Hot nè. Nó cũng đỏ như vậy. Mà cái này á thì nó, cái miếng nó bự, mình không bỏ hết vô miệng được, mình phải cắn. Còn cái kia thì nó tiện hơn, mình bỏ hết vô miệng mình ăn. Nó té mọi người ơi. Ngồi yên con. Thì cái này á, mình thấy nó không cay vậy. Hay là do mình, sao ta,
Thôi là do nãy giờ ăn cay cho nên là cái vị nó cũng giống nhau hết mỗi rồi. Nhưng mà nó vẫn có cái vị đặc trưng của cái Doritos. Như là cái bánh Doritos bình thường xong rồi nó bỏ thêm bột ớt vô thôi. Nhưng mà cái loại bánh Doritos ăn cũng rất là ngon nha mọi người. Cũng ok. Cái đó mình cảm thấy có một cái vị hơi chua chua. Ủa nó cay nha. Cay nha. Hình như là nó cay hơn cái loại Cheetos á. Mà nó cay chậm. Nó không phải cay, nó không phải là ăn vô cái thấy cay liền. Mà nó cay chậm, bây giờ nó thấy. Mà thấy nó cay, 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 tơ. Ok. Bây giờ mình sẽ thử ra cái loại này. Loại này cũng giống loại nãy luôn nhưng mà nó có chanh luôn. Chanh nha, thử chanh nha. Thì Doritos á, mình có thử một cái loại vừa cay vừa chanh của nó rồi là cái loại này. Chile limón. Chile limón. Cái loại này ăn nó chua cực kỳ. Chua lắm. Nhưng mà cái loại này thì mình chưa có thử. Bây giờ mình thử cái loại này trước. Cái bánh Doritos này thì nó thơm hơn cái bánh Cheetos. Cheetos nó thúi. Nhìn màu nó cũng giống ở đâu khác vậy mọi người. Giống nhau hết. Chua. Chua nha. Giữa hai cái này mà là nói mà có chanh á, ăn vô mà cảm thấy cái chanh liền á là cái này nè. Nó có vị chua, còn cái này nó không có vị chua, nó có mùi thôi hà, nó có hương thôi hà. Cái này ok nè, cái này nó có chua. Chua thật. Món còn cay, nó cay hơn kìa. Chua. Cái này ăn có vẻ giống cái này nha, để mình thử cái này luôn coi. Rồi cái này mình từng ăn rồi và mình ăn cái này bây giờ có cảm giác giống giống cái vị này nè. Cái này là cái bánh nó như vậy mà nó không có phải hình tam giác nữa mà nó cuộn lại. Cái hình tam giác nó sẽ cuộn lại như vậy. Cứng hơn cái này. Chua. Những này chua hơn hay sao á? Khác nhau gì trời? Cay quá. Chảy nước mũi luôn á. Doritos cay hơn Cheetos mà đậm, cái vị chua nó đậm hơn. Nói chung là Doritos mà ăn, mà các bạn thích ăn chua, các bạn ăn hai cái loại này của Doritos ngon nè. Đừng có ăn cái chua của Cheetos. Cheetos cái chua không có chua gì đâu. Nếu như là bạn nào không thích ăn chua nhưng mà muốn cái hương hương thôi, ý là nó có mùi tí thôi á, thì ăn cái Cheetos ok. Giống như mình sẽ thích ăn cái Cheetos hơn, tại vì mình không thích ăn chua. Thằng bé này. Cái này chua hơn thiệt. Chua hơn rồi. Mà nó cũng cay quá. Ok. Bây giờ mình sẽ túm chung lại tất cả những cái bánh mà mình ăn nãy giờ. Là có 6 loại, 6 cái khác nhau, 6 vị khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ nói cái loại nào mình thích nhất theo sở thích của mình thôi. Thì mình là một đứa không thích chua nhiều mà mình cũng thích ăn cay, cho nên là mình sẽ thích cái loại này nhất, tại vì nó chỉ có một cái hương thôi cũng ok. Đó là cái này. Còn cái loại này thì cũng ok, khoai tây ăn vui vui mà không thích lắm, mà cũng ngon nha mọi người, chứ mà không ngon đâu. Loại này là cái loại mà mình thử đầu tiên thôi, mình thấy mỹ phải không? Hình như là cái vậy á, hình như là một trong những loại snack mà đầu tiên mà mình thử khi mình tới Mỹ luôn á, là cái này nè. Ăn mình ăn ghiền luôn. Rất là ngon. Ngon thật sự. Còn là Doritos rất là cay. Đây. Đây là hai cái, một cái là không cay và một cái ấy lộn. Một cái là có cay mà không có chanh, cái này là vừa cay vừa chanh nữa. Thì cái Doritos mình thấy là nó cay hơn cái Cheetos. Nó chua hơn cái Cheetos, nó chua kinh má ơi luôn ấy. Ai, bạn nào mà không thích ăn chua nhiều á thì có thể thử
có thể thử cái chia dầu. Còn bạn nào mà thích chua, thích những cái vị chua, càng chua càng thích thì thử, hãy thử những cái loại này, hai loại này, Cheetos. Cái Cheetos này với cái Cheetos, cái Cheetos này. Đó. Còn bạn nào mà không thích chua nữa thì thích cay thôi thì thử cái Cheetos bình thường thôi. Bạn nào mà thích ăn cay hơi hơi bạn nào thích ăn cay hơi hơi đúng không? Thì thử cái này. Đó, còn thích ăn cay nhiều thì thử cái Doritos. Mà cái loại Doritos này nè, thì mình nãy mình đi mua thì mình thấy có một cái loại mà nó cũng cay vừa vừa thôi chứ không có cay nhiều như cái này. Tại vì mình thấy cái hình ở ngoài á, mình đoán là nó sẽ cay vừa vừa chứ không cay nhiều như cái này. Nhưng mình đã chọn mua cái này và nó cay thật sự. Ok, thì mình đã mình đã giới thiệu cho mọi người 6 loại bánh snack mà mình đã thử rồi mà cũng có loại mình chưa thử. Thì mình cũng đã nói cho mọi người những cái ý kiến riêng của mình về những cái loại bánh đó. Cho nên là mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Nếu như mọi người thích video này, mình hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Và mọi người hãy comment bên dưới những cái gì mọi người muốn mình thử. Ví dụ như là mọi người muốn mình thử kẹo dẻo, hay là mọi người muốn mình thử các loại kẹo bên này, hay là muốn mình thử mấy cái loại đồ chơi của con nít, hay là nói chung là muốn thử cái gì á, thì comment cho mình biết ở dưới nha. Mình sẽ thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.